Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Thảm án Yên Bái xưa, người ngã xuống, kẻ trỗi dậy, nhân vật bí ẩn ngày đó về Trung ương là ai? Vào năm 2016, một vụ án mạng làm 3 người chết tại Yên Bái đã làm rung động Việt Nam. Một vụ án mạng chưa từng có, hai trong 3 người mất mạng ấy là Bí thư tỉnh Phạm Duy Cường và Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Ngô Ngọc Tuấn. Còn mạng còn lại được cho là hung thủ, đó là Đỗ Mạnh Cường. Vì thế vụ án này được khép lại mà không có tình tiết nào được khui thêm ra nữa. Điều đáng nói là vụ án năm đó được báo chí phán quyết thay cho cơ quan điều tra. Suốt thời gian dài, nhiều trang phản biện đã chỉ ra những bất hợp lý trong vấn đề báo chí nêu ra. Tuy nhiên, dù bất hợp lý, nhưng những gì báo chí nói thay lời cảnh sát điều tra được xem là sự thật. Đây là hình ảnh một cái chết hết sức mờ ám tại quân khu 2. Sau vụ thảm sát ấy, ba bộ trưởng nội vụ hiện nay là Phạm Thị Thanh Trà đã thâu tóm hết các chức vụ mà hai quan chức đã bị hạ sát để lại. Vụ án này được người ta cho ra vụ án chính trị hơn là vụ án hình sự thông thường. Tỉnh Yên Bái vốn là một tỉnh nằm trong địa phận quản lý của quân khu 2. Khi ông Phạm Duy Cường và Ngô Ngọc Tuấn bị giết, lúc đó Thiếu tướng Lê Xuân Duy làm tư lệnh quân khu 2. Ông Duy làm tư lệnh quân khu 2 từ 10 tháng 6 năm 2016, tuy nhiên đến ngày 7 tháng 8 năm 2016, ông Lê Xuân Duy bị chết một cách bí ẩn và sau đó không bao lâu vào ngày 18 tháng 8 năm 2016 xảy ra vụ thảm sát Yên Bái. Cái chết của ông Lê Xuân Duy là cái chết bệnh như cái chết của ông Phạm Quý Ngọ nhưng không làm ồn ào dư luận. Tuy nhiên, cái chết của ông Lê Xuân Duy được giới phân tích đánh giá không hề đơn giản. Nó liên quan đến những trò đấu đá phe cánh từ Trung ương muốn triệt hạ lẫn nhau để đưa người của mình cài vào đây. Cũng xin được nhắc lại là tướng quân khu 2 hay bị chết hết sức bí ẩn. Tướng Ma Thanh Toàn lên làm tư lệnh quân khu 2 năm 1988 là do có sự ám toán dẫn đến tai nạn máy bay tại Lào, khiến nhiều tướng lĩnh bị tử nạn vào năm trước đó, tức là năm 1997. Trong đó có Trung tướng Trần Tất Thanh, vốn đang là tư lệnh quân khu 2, thay thế cho tướng Đàn Anh là Đào Trọng Lịch. Tướng Lịch cũng bị chết trong cùng tai nạn với tướng Thanh sau khi để lại chức tư lệnh quân khu 2 cho tướng Thanh để về Trung ương đảm nhiệm chức Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương khi Lê Khả Phiêu vừa lên đảm nhiệm chức Tổng Bí thư cùng vào năm 1997. Đây là hình ảnh những cái chết sặc mùi chính trị. Sau cái chết của ông Lê Xuân Duy vào năm 2016, thì Lê Sĩ Tấn lên thay và hiện ông Lê Sĩ Tấn đã về Trung ương và mới đây vào ngày 12 tháng 9, ông Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh trao quyết định thăng quân hàm từ Trung tướng lên Thượng tướng đối với ông Phùng Sĩ Tấn, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam. Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn đã qua nhiều cương vị lãnh đạo và chỉ huy các cấp trong quân đội, từng tham gia chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc từ năm 1986 đến năm 1988, sau đó là sư đoàn trưởng sư đoàn 316, chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Vĩnh Phúc, phó tư lệnh kiêm tham mưu trưởng rồi lên tư lệnh quân khu 2. Từ tháng 9 năm 2019 đến nay là phó tổng tham mưu trưởng. Hiện nay ông Phạm Minh Chính đang củng cố thế lực của ông tại Bộ Quốc phòng. Với dự tính nắm chắc Tổng cục Tình báo quân đội, tức là Tổng cục 2, và sau khi nắm tình báo trong tay, ông Thủ tướng sẽ nâng cấp người của mình vào các vị trí chủ chốt nhất trong này. Đây là hình ảnh Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn được thăng quân hàm. Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn là con người thế nào và phục vụ cho thế lực nào là nhiều nhà nghiên cứu đang tìm ra câu trả lời. Trên bàn cờ chính trị của Việt Nam hiện nay đang diễn biến rất phức tạp. Những nước cờ của các nhân vật trong tứ trụ được tính toán hết sức kỹ lưỡng. Và càng gần đến ngày Trung ương 6 diễn ra thì Thời báo.de sẽ thu thập những thông tin mới để phục vụ quý khán giả được biết tới về tình hình Việt Nam. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Tổng cục 2 nơi che chắn cho Thủ tướng Phạm Minh Chính, thủ phạm đang giành và quật. Nguyễn Thị Thanh Nhàn là nhân vật cực kỳ quan trọng trong đối với sự nghiệp chính trị của ông Thủ tướng Phạm Minh Chính. Tờ Thời báo.de đã nhiều lần đưa tài liệu mật về mối quan hệ giữa ông Thủ tướng họ Phạm với một doanh nhân họ Nguyễn, nhưng lần đó chỉ mới nói về vấn đề quan hệ xã hội, chưa đào sâu về mối quan hệ chính trị giữa họ với nhau. Có thể nói, bảo mật thông tin nơi ở của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn
là vấn đề sống còn đối với sự nghiệp chính trị của ông Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính. Đây là hình ảnh ông Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính. Như Thời báo chấm đê đã từng nói nhiều lần, sẽ không có bản án nào nhắc về vấn đề môi giới buôn bán vũ khí và sợi dây liên hệ giữa Tổng cục Tình báo Quân đội, tức là Tổng cục 2 của Quân đội Nhân dân Việt Nam, với một cơ quan tình báo lừng danh của nước ngoài. Ông Tổng Bí thư đang áp lực trong Tô Lâm phải lôi cho bằng được bà Nguyễn Thanh Nhàn về Việt Nam để làm một vụ án còn động trời hơn cả vụ bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh từ nước về, để khi đó đã hạ được Đinh La Thăng. Tuy nhiên, Phạm Minh Chính học được bài học từ Đinh La Thăng và Nguyễn Thị Thanh Nhàn, đã học được bài học từ ông Trịnh Xuân Thanh, nên bắt được Nguyễn Thị Thanh Nhàn đang là bế tắc đối với ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Vì khuyết xuất cảnh, bà Nhàn hoàn toàn không phạm tội, cũng không có lệnh truy nã của tòa án ở Việt Nam. Bà là một con người hết sức bình thường. Việc ông Thủ tướng Phạm Minh Chính muốn nắm quân đội không phải bây giờ ông mới có ý định, mà ông đã có ý định từ rất lâu. Tuy vậy, lúc đó ông Thủ tướng làm rất kín đáo, chỉ là những móc nối với Tổng cục Tình báo Quân đội, mà không quan tâm đến việc móc nối với những quan chức quân đội ngoài Tổng cục Tình báo. Tuy nhiên, khi mà ông Trọng đang thúc Tô Lâm vào cuộc, và ông Tô Lâm đã kéo một số sĩ quan công an thuộc loại thiện chiến nhất Việt Nam là Đại tá Đinh Văn Nơi về Quảng Ninh, nơi mà đã lưu dấu của ông Phạm Minh Chính vào thời kỳ năm 2011-2015, thì khi đó ông Thủ tướng Phạm Minh Chính mới cảm thấy sức nóng của ông Tổng Bí thư đang phà vào gáy của mình. Thực ra, dự định chuyển ông Đinh Văn Nơi ra Quảng Ninh đã được ông Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm lên kế hoạch từ cuối năm 2021. Tuy nhiên, vì lộ ra vụ án một tội phạm của ông Nơi chi tới 20 tỷ đồng để đẩy ông Nơi ra khỏi An Giang, nên ông Tổng đã chỉ đạo cho Tô Lâm tạm hoãn, tránh những dư luận không tốt. Thực ra, việc có kẻ chi 20 tỷ đồng để đẩy ông Nơi đi là sự thật. Nhưng họ muốn đẩy ông Nơi đi rời An Giang, chứ họ không đủ tiền chi cho việc ông Nơi sẽ đến đâu, bởi điều đó là vô ích với họ. Đây là hình ảnh Nguyễn Thị Thanh Nhàn, nhân tố quyết định cán cân quyền lực giữa các phe phái trong đảng hiện nay. Gốc rễ là bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn gần như quen hết những quan chức cộm cán trong Tổng cục 2, Tổng cục Tình báo của quân đội như Phạm Ngọc Hùng, Lê Quang Minh, và thậm chí bà Nhàn còn có quen với cựu Tổng cục trưởng Tổng cục 2 Nguyễn Chí Vịnh. Có thể nói cơ quan đầu não của Tổng cục 2 đều có mối quan hệ thân hữu với bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn. Được biết bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn là đầu mối cần những đồng tiền lại quả của phía bán vũ khí, rồi đem về Việt Nam phân chia lại cho các quan chức của Tổng cục 2. Vì thế nên tiếng nói của bà Nhàn là cực kỳ có ảnh hưởng đến cục này. Ông Tổng biết rằng ông là người đứng đầu quân đội với chức bí thư quân ủy trung ương. Tuy nhiên, về bên trong Tổng cục 2, ông không thể kiểm soát được, mà người kiểm soát tốt hơn là ông Thủ tướng Phạm Minh Chính hiện nay. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Phú Trọng đã từng có lần đi sai nước cờ. Bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn đang ở nước ngoài, bà được che chắn không chỉ bởi ông Thủ tướng mà còn được hàng loạt tướng tá trong Tổng cục 2 che chắn. Bởi những người này nếu để bà Nhàn bị tóm thì họ cũng bị về hưu non và thậm chí bị mắc bệnh lạ ra đi bất cứ lúc nào. Cho nên Tổng cục 2 hiện nay đang là thành trì rất mạnh trong Thủ tướng Phạm Minh Chính, vì họ bảo vệ ông Thủ tướng, bảo vệ bà Nhàn cũng là bảo vệ chính họ. Có lẽ ông Tổng Trọng bây giờ đã hối hận vì ông đã cho giải tán Tổng cục Tình báo của Bộ Công an, hay còn gọi là Tổng cục 5. Có lẽ ông Tổng đã quá tự tin là ông nắm được Tổng cục 2 là đủ. Nhưng ông không thể ngờ Tổng cục 2 lại không thuộc về ông mà thuộc về kẻ khác. Và giờ đây ông đang cố giật lại. Nếu ông giật không được thì biết đâu ông Thủ tướng lại dùng cơ hội này để quật lại ông thì thật rất khổ. Mọi khả năng đều có thể xảy ra. Không biết thế nào, nhưng chính trường Việt Nam thì đầy bất ngờ